Hello các bạn, một mùa Halloween nữa lại đến với Cửa đầu tiên là cuộc chiến đêm Halloween giữa các unit đầy kịch tính Cánh cửa thứ hai là cuộc chiến gây cấn giữa thần bí ngô và quái vật Tham gia liền tay nhận ngay quà khủng tại dưới phần bình luận anh em nha Rồi, ok anh em, mình tiếp tục với uh, King Legacy Hiện tại là mình uh, đang ở trong server VIP nha anh em Thì nói về uh, những cái con quái vật ở ngoài biển thì mình nghĩ là anh em cũng đã biết cách tìm rồi chỉ cần à, lôi cái la bàn này ra thì anh em sẽ thấy cái thời gian à, cooldown. Thì có những server thì 1 tiếng rưỡi, rồi 2 tiếng, rồi 1 tiếng 35, 1 tiếng 50 thì tùy thôi. Thì anh em miễn là anh em có cái la bàn này, anh em xách cái đầu nó ra, anh em mở lên ở những cái server ở bên C3 bất kỳ thì anh em sẽ thấy được cái khung giờ mà xuất hiện con quái vật. Thì sau khi mà đếm ngược 3 2 1 đây. Để set sai nè anh em. Là anh em sẽ bắt đầu đi tìm anh em nào không có la bàn thì nó cũng sẽ hiện ra như thế Anh em sẽ dễ dàng để anh em đi tìm lấy một cái thiền rồi bắt đầu anh em chạy ra xa xa đảo một tí thôi thì anh em chạy lòng vòng lòng vòng ở đây thì sẽ xuất hiện quá vật. tổng cộng là có bốn loại con rồng con cua con bạo chúa vậy thôi anh em bốn loại à con rồng con cua con mực con bạo chúa đây nè đây là con bạo chúa nè anh em con này là con mạnh nhất hiện tại ở uh, những con quái vật biển ở bên Shiba sì nè con này đến uh, 8 triệu 888 ngàn máu một cái con số mà nó dọng thẳng vô cái bản mặt mà một hai người đánh rống không đó anh em sẽ vờ này hiện tại có hai người đánh nè à. đó là 8 triệu mấy này là một cái con số uh, cực kỳ xích xót và đau khổ chắc cái thời gian đánh con này hơi lâu á bay cao cao tí hiện tại uh, trái rồng này thì uh, nhiều anh em xài lắm tại vít xì quá mà anh em cũng kêu mình làm clip về cái rồng này mình thấy là nó cũng bình thường thôi anh em nhiều anh em xài nhiều anh em biết rồi nếu mà anh em yêu cầu thì ở clip sau thì mình sẽ làm clip về trái rồng cho anh em biết cái sự lợi hại của nó như thế nào gớm lắm anh em à trái rồng được mình làm lại nay kinh khủng khủng khiếp lắm nhưng mà đối với con quái vật này anh em thấy mình đánh nãy giờ như mũi đốt y nóc nó phà cái nào cái nấy thì nó phà muốn sướng rứng phà muốn ụm vào à rồi vô ru chém đau dữ người ta Chém ba hit đến 30 ga hit 10 k Bài màu Bay màu ngay lập tức liền Quá vật chu chát thật Mình sau khi mà mình đã nghiệm ra đó Thì mình thấy là mình xài Magu Rồi mình xài tộc Shibit Rồi mình kết hợp với chị Kaido Là mình lợi mình giả quá vật nó thấm hơn anh em à Hơn là mình bay em rồng trên trời mình khạc 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 để nó chém lên mình Quá vật khốn nạn Còn ngậm, con ngậm cái kiếm cho bá nữa chứ quái vật này là fan euro nè anh em thấy Yoro uh, uh, xài uh, cái kiếm thứ ba mà gắn gắn lên mồm nó đem cắt dữ quá nên nó cũng bắt trước uh, đó uh, giác cây kiếm nó cũng gắn lên cái mồm của nó bắt đầu cắt mở cắt đau đớn thật đó 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 nhất là chiêu xài nữa đó xài cái xứng đứng không mà nhưng mà anh em thấy là mình uh, sử dụng chi cái đô kết hợp với uh, cái trái gu thì đánh ngon không anh em quá đã năm trăm mấy ngàn máu là được rồi Ủa ai, ai, ai tiêu diệt mình đó chứ Đáng lý ra là mình đánh 6, 6 700 k rồi Bảo không là bảo Mà chẳng sao hết anh em ơi Tại mình không để ý, mình không ali vào thì cũng không trách bằng đó được Giờ mình uh, nhảy vô mình lua cái là hai trăm mấy ca máu lỡ lên đường Lúc nãy mình quýnh đến năm trăm mấy gần sáu trăm mà hai trăm mấy ca tuổi gì Nhớ là lao vào bằng khi quan sát lên nha anh em Đúng bằng khi quan sát mà nó giả cho ngập hành đầy mồm đấy đó, được 12 game, tao gọi được ba cái dãy rồng. Được hai cấp vải đặng thật chứ. Tính đâu được cái chục, hai chục góp. Được hai cấp vải. Thì ngoài cái con bảo chúa đó ra thì còn con cua nha anh em đây nè, con cua nè. Anh em tìm anh em có thể gặp con củ cua này đó. Con củ cua đó đó, con cua bạch tạng. Dứt nó thôi thì em sẽ nhận được những cái phần thưởng ở uh, cua này có cả chấp cua luôn anh em. Nay khổ đi rai rồi trời. Ơi, con cua này nó lên cấp dữ vậy. Đó 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 chúa kia nó phải lên cấp vậy mới đúng nè. Anh em thấy đánh con cũ uh, cua uh, lên cấp ghê chưa? Ghê quá ghê mà. Hồi nãy mình được cái gì vậy ta? Ủa đâu phải cái này. Phải cái này. Ở à, đây, đây 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 hình dấu chấm than đây được được mấy chân cua anh em à trời ơi hãy vậy chứ nguyên liệu để chế đồ đó anh em à quan trọng lắm đấy không vẫn đâu thì ngoài con cua đó ra thì khi mà đủ thời gian anh em ra biển anh em tìm anh em sẽ thấy được một cái con rồng nha anh em nào không để ý không thấy nữa đâu tưởng đâu một người chơi nào khác đang sử dụng trái rồng tại trái rồng bây giờ là đang rất là hot đúng không anh em đó anh em để ý thì anh em sẽ thấy nha bà kaki quan sát lên để ý đó nè đây nè đây, 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 đây nè mình khạc nó cho anh em xem à, nó, nó chạy nè nó chạy nè đó anh em thấy rồng này không đó Con rồng bóng đỏ nè đấy dứt nó chính hắn á nay cây đô trở mình rồi anh em à chuyển sang phiêu uh, lưu ngoài biển bên c 3 giờ chắc uh, không anh em nào đánh hy đường ra với vô biển bên c 2 đâu ha ngoại trừ những anh em nào mà đang c uh, 2 chưa qua được c 3 thôi Bây giờ đồ bên Shiba ngon hơn anh em Tiệt tình vui tiệt kiếm Rồi toàn có giáp sỉnh sò không Còn có những quyển sách thần chú nữa Ngon lành cành đào vậy thôi chứ này, này một khạc nữa nè nó Vẫn mặt hả con rồng già kia mà chỉ là hàng pha ke thôi mà dám nhảy vô mà chà với anh mày Mà nhảy vô nó nó chấp cả server Mà con rồng nữa được hai cấp 17 game Chứ đừng cái danh hiệu vải đạn Rồi Thôi kệ đi anh em Mình còn đánh lâu dài mà Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà mình rút ngắn thời gian để John Server đánh quá vật một cách nhanh nhất nha. Đây hiện tại là mình đang vào một cái server VIP khác nha anh em. Thì anh em mở cái la bàn lên nè. Thì anh em nhìn thấy là tầm có 1 tiếng 29 nè. À. 1 tiếng 29, 1 tiếng 30. Rồi 1 tiếng 35, 50 thậm chí là 2 tiếng. Thì nếu mà anh em chờ cái thời gian này á thì trời ơi mòn mỏi anh em. Ở cái thời gian đó, nếu mà anh em có ạt phụ, như mình lấy ví dụ là cái server mình á là không có ai hết đúng không? Mình vô đây thì bây giờ mình phải join thêm một ạt nữa để vào giữ cái server này. Thì mình sẽ đi ra ngoài server thường để mình tìm những con quái vật khác để mình đánh chứ thay vì mình chờ một tiếng rử ở trong đây. Thì join server thường á thì nó xích xót và nó sai số nhiều lắm anh em. Thì mình lấy ví dụ có những cái server á mà nó khởi chạy một tiếng á thì anh em join vào á thì thậm chí là một tiếng sau, một tiếng mấy sau anh em mới đánh được. Tại vì anh em nhìn ở đây nó bị dễ bị sai lắm nha Chứ không phải là nó đúng hoàn toàn Nhưng mà anh em muốn á, cái tỷ lệ đúng cao á Thì anh em kiếm những cái xe vờ đây nè 1 tiếng 22 nè Đây Nó cũng có cái tỷ lệ đúng cao nha anh em Như anh em thấy lúc nãy là mình join vào cái xe vờ VIP của mình Là tầm tiếng uh, 1 tiếng một uh, tiếng 29 đúng không Là mình được quánh rồi Mình join thử xe vờ này là Lúc nãy mình join là một tiếng uh, 22 đúng không hai mình mở lên cho anh em coi nè Đó là còn 12 phút nữa là mình đánh anh em thấy không ngon lành không tại vì nhiều cái server nó sai số lắm anh em nên là anh em thấy server một tiếng đó nhưng mà anh em join vào thì một tiếng rử anh em mới đánh nó sai vậy đó còn những server 5 tiếng này thì rất là khó tính đây nè anh em join những server tầm một tiếng 20 thôi một tiếng 20 là anh em join được là anh em join vào là rất có thể là nó sẽ gặp cái trường hợp giống như thế này nha anh em đó giờ là mình chỉ việc mình đứng đây mình chờ cái mình quánh thôi còn mà anh em join vào những cái server mà chẳng hạn 1 tiếng 28 nè Rồi 1 tiếng 22, 23 gì đó Mà nó tầm 1, 2 tiếng gì mới đánh Thì anh em kiếm những cái server khác anh em cứ join đại đi Join đại thì thế nào anh em sẽ gặp một cái server mà nó giống như thế này Thì server này thì việc gì anh em Đừng đây chờ chứ gì nữa Đấy anh em thấy không Trong khi cái thời gian lúc nãy làm 1 tiếng bao nhiêu anh em 1 tiếng 29 phút cho 30 đi Thì giờ mình qua đây mình chờ 11 phút nữa là mình quất rồi. Anh em thấy ngon lành không? Nhưng mà cái xe vờ à, dễ. Vô cái này nhất là tầm à, khoảng đâu là 1 tiếng 10 phút đến 1 tiếng 20 nha anh em. Anh em do những xe vờ đó là ok cô cool, cô cool. Tại vì cái xe vờ đó là lần đầu tiên xuất hiện quái vật. Thì nó mới khởi chạy có 1 tiếng ở đây nè. Xe vờ 1 tiếng 29 nè. Thì rất có thể là cái xe vờ này họ đang đánh ở trọng. Giống như xe vờ VIP lúc nãy mình do vô đó anh em. Thì chỉ có 1 tiếng 29 là nó đã ra quá giật biển rồi nhưng mà thôi mình đừng có tham biết đâu giờ mình qua đây mình chờ nửa tiếng đồng hồ sao tại vì có những cái la bàn á anh em bật lên anh em vào server vào vip anh em cứ test thử là nó sẽ có những cái giờ khác nhau chứ nó không mặc định là một tiếng rưỡi xuất hiện hay là một tiếng 35 phút nó xuất hiện mà nó sẽ ngẫu nhiên là một tiếng 29 nè rồi một tiếng 35 nè một tiếng 47 nè rồi một tiếng 55 nè thậm chí là hai tiếng đồng hồ nó mới xuất hiện khi mà anh em treo ở trong server nó tùy cái khung giờ lắm anh em à nên là anh em vào được cái xe vờ cuốn đao tầm 20 phút đổ lại là anh em cứ đứng anh em chờ là được rồi đừng có tham anh em do xe khác nếu mà anh em tham anh em do xe khác á thì anh em phải kiếm mòn mỏi nữa mà sợ trong cái hai chục phút đó anh em sẽ không kiếm được cái xe vờ rồi bắt đầu cái, cái cũ của anh em anh em bỏ đi luôn rồi anh em mất đi một con quái vật đó. Nên là anh em lưu ý điều đó nha Đầu tiên Cái cách đánh Những con quái vật biển này nhanh nhất Là anh em chọn cái server Tầm 1 tiếng 10 phút Đến 1 tiếng 20 phút Để anh em join là được Còn những server 3 tiếng 5 tiếng Thì anh em join hoài server Thì anh em sẽ biết được cái khung giờ Ổn áp như thế nào Rồi khấu trừ thời gian Mà đánh quái vật ở cái tiếng đầu tiên nữa Rồi anh em mới Join những cái server đó Để anh em kiếm quái vật anh em đánh còn mà anh em nào mà mới tập John hay gì đó thì anh em chỉ việc là anh em kiếm cái server tầm 1 tiếng 10 phút đến 1 tiếng 20 phút anh em John. Rồi anh em vô anh em chờ tầm khoảng đâu là 20 phút cho đến 40 phút là sẽ xuất hiện một con quái vật. Còn anh em nào mà biết tính ở những cái con số giờ này đó thì anh em cứ tính cho nó xích sao nó sát John vô tầm 15 phút đánh, 10 phút đánh là cực đẹp luôn đó anh em. Vậy là mình cũng đã vừa chỉ anh em cái cách mà đi tìm những con quái vật đó thậm chí là cái cách mà rút ngắn thời gian đánh như thế nào thì mình cũng đã truyền thụ cho anh em rồi còn việc còn lại là anh em đó anh em John anh em đánh để nhận được những phần thưởng vô cùng xịn sò chúc anh em may mắn và nhận được những cái phần thưởng xịn sò từ những con quái vật đó cực kỳ sớm cực kỳ nhanh anh em nha cảm ơn anh em đã theo dõi video hẹn gặp anh em trong video lần sau và tiếp theo bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em nha